Lù, con mới đi đâu về mà nhìn sao buồn bã rầu rĩ dữ vậy? Có chuyện gì không con? Không có chuyện gì đâu ba. Nội dâu, có chuyện gì nói cho ba nghe coi. Con sao? Con mới đi từ thiện ở mấy ấm tình thương tâm đức gì mà thấy buồn quá ba ơi. Sao vậy Lù? Hồi đó con cũng bị bỏ rơi, chính ba là người đã mang con về, nuôi con bự chảng như vậy. Nuôi con bự chảng vậy luôn hả? Ừ, bự chảng vậy luôn. Ừ, con ăn nhiều quá đó. Thôi, không có giỡn. Kỳ, rồi sao nữa kể cho ba nghe coi. Thì vô trống, nhìn mấy đứa nhỏ, thấy tự nhiên lòng bồi hồi xúc động nhớ về thơ ấu. Không biết mấy bà mấy má hứng nhau, quen nhau yêu nhau chi. Đẻ ra sao không chịu nuôi, bỏ về để người khác nuôi. Thứ gì đâu, sống còn thua luôn nữa. Trời, thua con luôn hả? Ừ, đúng rồi, thua con nữa, ghét. Nhiều khi trách họ hết cũng không phải. Mù quáng yêu nhau vậy thôi. Lúc có con rồi, nhiều khi họ nhìn lại không thấy đủ điều kiện nuôi, cho nên họ mới nghĩ quẩn, rồi bỏ rơi con cái như vậy thôi con à. Gì hả? Thì tốt nhất thôi, mấy ba mấy má thiến hết đi, cho đời bớt khổ, ba ha. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.